Mở đầu là thông tin khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ tại Yên Bái. Khi được tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì Lê Quý Đường không chấp hành, còn đâm xe vào thượng úy Trần Trung Đức gây thương tích nặng. Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường, sinh năm 2003, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 12 tháng 2, Lê Quý Đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Lê Quý Đường đã quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này thượng úy Trần Trung Đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng Đường đã không chấp hành mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía đồng chí Đức, khiến đồng chí Đức bị thương nặng phải được đưa đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả 0,053mg trên 1 lít khí thở. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di lý đối tượng nguyên là huyện ủy viên huyện Sơn Tịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản về đến Quảng Ngãi trong dịp Tết này. Huỳnh Văn Quyết, nguyên là huyện ủy viên, chủ tịch hội nông dân huyện Sơn Tịnh, lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ công chức, Quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngoài ra, Quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền. Với thủ đoạn này, Huỳnh Văn Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng. Thưa quý vị, hôm nay ngày 6 tháng Giêng mới là ngày chính thức khai hội chùa Hương. Thế nhưng từ chiều ngày hôm qua, ngày 5 tháng Giêng thì lượng du khách chảy hội chùa Hương đã tăng đáng kể. Lực lượng công an cùng ban tổ chức đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho du khách. Mùa lễ hội năm 2024, chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tổ chức đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện. Trong đó, lần đầu tiên địa phương thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương, vận chuyển thuyền đò, sử dụng vé điện tử và xe điện. Điểm nhấn cho lễ hội năm nay ở chùa Hương là sự xuất hiện của tuyến xe điện hoạt động trên 3 tuyến đường: bến xe Hội Xá, bến đò Yến Vĩ, bến xe Đục Khê, bến trượt Đồng Cừ, bến xe đường số 1, bến đò chùa Tuyết Sơn. Nhằm đảm bảo an ninh dịp này, tiểu ban an ninh đã huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội. Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn đã công khai đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời phản ánh từ du khách. Ban tổ chức cho biết sẽ liên tục tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra, không để xảy ra tình trạng sử dụng xuồng máy bán hàng rong đánh bạc trên thuyền như những năm trước. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng Chạp cho đến hết ngày 3 Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã đón tiếp hơn 56.000 lượt nhân dân, khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác và tham quan khu vực. Cụ thể, có 7.735 lượt người vào Lăng Viếng Bác, 48.907 lượt người tham quan khu vực. Tại khu di tích K9 đã đón tiếp 77 đoàn với 500 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích Lịch sử, Văn hóa Ba Đình, tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình, văn minh lịch sự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm Bác, vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực. Ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ giết người cướp tài sản, phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra ở thành phố Thủ Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Thống. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tang.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng trên tuyến giao thông quốc lộ 27C đoạn qua địa bàn huyện để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt tổ chức điểm hỗ trợ tiếp sức người dân khi tham gia giao thông, hỗ trợ nước uống, sữa, bánh ngọt đến tận tay người dân khi đi ngang qua đây. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường quân số trực Tết. Ngoài việc kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân. Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, các cơ sở tiếp nhận thăm khám, cấp cứu 416.932 người, trong khi số người đến khám, cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng trên 51%, thì số ca cấp cứu và nhập viện nghi do tai nạn giao thông đều giảm. Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc, từ ngày 8 tháng 2 cho đến sáng ngày 14 tháng 2, các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu 416.932 người, tăng 33% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Trong đó, tổng số khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là 23.244 trường hợp, giảm 12,1%. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái. Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45-50% tại hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ. Dịp Tết cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt, Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt, Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%. Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và Lâm Đồng ước đón 20.000 lượt. Thời gian tới sẽ có những chính sách gì được đề xuất áp dụng? Xin mời quý vị theo dõi trong cụm chính sách ngay sau đây. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày hôm nay, 15 tháng 2. Ngày hôm nay, hơn 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 7 ngày. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các trường học trên địa bàn thành phố duy trì lịch trực bảo vệ, không để xảy ra sự cố. Việc đón học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ được thực hiện chú đáo. Từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027-2028 sẽ thí điểm triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Từ năm học 2029-2030 bắt đầu triển khai áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc. Đây là lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong dự thảo tờ trình về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non vừa được Bộ công bố để lấy ý kiến công luận. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành đã triển khai được 14 năm và có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và khoa học giáo dục, trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, chương trình hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế bất cập. Từ ngày 15 tháng 2, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, xe đạp điện khi bán ra thị trường phải kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng. Cơ sở sản xuất bị dừng xuất xưởng sản phẩm nếu vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong thời gian bị tạm dừng xuất xưởng, cơ sở sản xuất không được xuất xưởng và cấp tem hợp quy cho xe thuộc kiểu loại đang bị tạm dừng. Cùng với đó, phải thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ khi bị tạm dừng. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xem xét kiểm tra và chỉ hủy bỏ lệnh tạm dừng xuất xưởng sau khi cơ sở sản xuất khắc phục xong các lỗi vi phạm trong thời hạn quy định.
Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 04 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Thông tin chi tiết có trên báo Công an Nhân dân. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì tham mưu, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề nghị xây dựng luật dữ liệu trong quý 2 năm 2024, chỉ đạo cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định, cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNEID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú tạm vắng, tích hợp ứng dụng VNEID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế. Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 29.099 lái xe vi phạm nồng độ cồn trên cả nước. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng 277,7%, tăng 21.373 trường hợp, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảnh sát giao thông cả nước đã huy động 118.114 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát. Kết quả có 71.409 trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt tiền 182,4 tỷ đồng. Cùng với thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vi phạm bị xử phạt tăng 223,4%, số tiền phạt tăng 265,4%. Lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 36.000 xe cộ các loại, tước 18.899 bằng lái. Xuất khẩu thuận lợi ngay từ những chuyến hàng đầu năm là nhan đề bài viết trên báo Lao động số ra sáng nay. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã tổ chức cho công nhân làm việc xuyên Tết để kịp thời hoàn thiện và đảm bảo tiến độ xuất đi các đơn hàng đã ký. Khi quyết định ở lại làm việc, người lao động sẽ được hưởng các chính sách đãi ngộ như mức lương tăng thêm, xứng đáng. Dự báo về tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2024, bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thông tin, Cục dự kiến chỉ tiêu phấn đấu về xuất nhập khẩu năm 2024 là tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2023, cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu. Các tỉnh thành Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng và hạn mặn. Đối với vựa lúa, cây ăn trái và tôm cá, đồng bằng sông Cửu Long còn đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn, năm nay được dự báo ở mức cao, thông tin trên báo Thanh Niên. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng hạn mặn năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và mức độ rủi ro ở cấp độ 2. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long, khả năng tập trung trong tháng 2 đến tháng 3 năm 2024. Để ứng phó với nguy cơ hạn mặn tương đối cao, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh.